Phải không quý vị? Khi ở gia đình địa phương, các chị là những người chăm sóc gia đình. Với ở cơ quan, có chị là cán bộ, công chức, viên chức, cũng có người là doanh nhân. Nhưng hôm nay, các chị là những diễn viên thật duyên dáng, dịu dàng với tiết mục múa vừa rồi. Và xin quý vị sẽ cổ động các chị bằng một tràng pháo tay thật lớn nha. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta hãy cùng hòa vào khúc tráng ca về tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc qua ca khúc Tổ quốc nhìn từ biển, sáng tác Quỳnh Hợp, Tốc Ca Nam tổ 4, phường Sông Hiến trình bày. Xin trân trọng kính mời các anh. Trường xa, dân tộc một khi chậm chân mong rằng.